Việt Trung và Phương Nguyên kính chào quý khán giả. Rất vui khi được gặp lại quý vị trong chương trình Mua gì ở đâu với sự đồng hành của Sài Gòn Co-op. Thưa quý vị, trong chương trình ngày hôm nay, ngoài việc giới thiệu đến quý vị những sản phẩm độc đáo cho dịp Tết Nguyên Đán sắp tới, thì Mua gì ở đâu cũng sẽ đưa ra lời cảnh báo về mặt hàng hoa khôi trang trí. Mời quý vị cùng theo dõi. Mở đầu chương trình sẽ là một số thông tin cập nhật. Thưa quý vị, hiện nay các nhà vườn trồng bưởi tại làng Tân Triều, xã Tân Bình, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai đang bước vào giai đoạn chăm sóc nước rút để chuẩn bị thu hoạch quả phục vụ cho thị trường Tết. Năm vừa qua, thời tiết diễn biến bất thường nên năng suất bưởi giảm. Theo Hợp tác xã Nông nghiệp và Dịch vụ Tân Triều, dịp Tết Nguyên Đán 2018, sản lượng bưởi của Hợp tác xã đạt khoảng 850 tấn, giảm 150 tấn so với Tết năm 2017. Được biết, các vườn bưởi đều đã được bán cho thương lái từ tháng trước. Bưởi Tết loại đường lá cam có giá 900.000 đồng 12 trái, bưởi da xanh giá 1,2 đến 1,3 triệu đồng 12 trái, bưởi da xanh hồ lô in chữ Tài Lộc, bưởi da xanh thỏi vàng có giá từ 1,2 đến 1,7 triệu đồng một trái. Bưởi chưng của cái bưởi Tết này là những cái người mà ta khách quen á, thì lúc mà tháng 10 người ta đã đặt rồi. Còn những cái bưởi trái mà để cung cấp ra thị trường này á, là ví như là khách hàng người ta đã đặt trước nay là khoảng một tháng rồi. Hiện vùng bưởi Tân Triều có 20 hộ tham gia hợp tác xã với tổng diện tích là trên 22 hectare. Với hương vị thơm ngon của giống bưởi truyền thống cùng với sự sáng tạo của người trồng trong việc tạo hình, bưởi Tân Triều dần trở thành một trong những loại trái cây được người tiêu dùng trên khắp cả nước chọn để chưng lên mâm ngũ quả ngày Tết. Không chỉ có bưởi mà đu đủ cũng là loại trái cây không thể thiếu trên mâm ngũ quả của người dân Nam Bộ. Đu đủ với ý nghĩa đủ đầy luôn luôn hút hàng mỗi dịp Tết. Hiện nay, người dân ở huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang đã cho ra đời nhiều mẫu đu đủ độc lạ, làm cho mâm ngũ quả thêm đẹp mắt và tăng thêm phần ý nghĩa. Những ngày cận kề Tết Nguyên Đán, những vườn đu đủ đang được chăm sóc cẩn thận để chuẩn bị xuất bán cho thương lái. Những năm gần đây, đu đủ vàng rất được ưa chuộng bởi màu sắc bắt mắt và nhãn mịn cùng với ý nghĩa đủ vàng, ngụ ý cầu mong năm mới sung túc. Các nhà vườn đang rất phấn khởi vì theo dự kiến, mùa Tết năm nay, một số vườn có thể xuất bán hơn 20 tấn đu đủ vàng với giá từ 15 đến 20 ngàn đồng 1 kg. Cái này cũng chăm sóc của nó cũng cực hơn các cái đu xanh lắm, mà điều cái này nó bán có tiền á, thì nhiều hơn tại bà bẻ một lần là bẻ hết luôn. Bên cạnh đu đủ vàng thì đu đủ in chữ Phúc Lộc Thọ, đu đủ in chữ Thư Pháp Chìm, chữ tròn và in chữ theo yêu cầu của khách hàng, dự kiến cũng sẽ cháy hàng trong dịp Tết này. Hiện tại đã có một số thương lái đặt mua với giá trung bình từ 150.000 đến 200.000 một trái. Kính thưa quý khán giả, ngoài những loại tranh giấy treo tường thông thường, các bức tranh kiến độc đáo cũng sẽ giúp cho ngôi nhà trở nên rực rỡ hơn trong dịp Tết Nguyên Đán sắp tới. Tranh kiến là một loại hình nghệ thuật cổ đã có mặt hơn một thế kỷ ở Cù Lao Chợ Mới, tỉnh An Giang. Vậy những bức tranh kiến đã được tạo thành như thế nào? Mời quý vị cùng theo dõi thông tin sau. Để tạo thành những tác phẩm tranh kiến, đòi hỏi nghệ nhân phải hết sức tinh tế và sáng tạo, bởi toàn bộ bức tranh được tạo tác bằng những nét vẽ ngược từ phía sau mặt kiến. Vào những ngày giáp Tết, các cơ sở tại làng tranh cũng đang tất bật để sản xuất kịp cung ứng cho thị trường cả nước. Năm nay, những mẫu tranh được ưa chuộng đó là tranh phong cảnh hay tranh mô tả lại sự tích xưa. Đặc biệt, những bức tranh mang ý nghĩa tâm linh như tranh Phật, bộ 4 tấm tranh Cửu Huyền Thất Tổ được nhiều gia đình chọn treo trong nhà để bày tỏ tâm thành với trời, Phật và tôn kính ông bà tổ tiên trong những ngày Tết đến xuân về. Tranh kiến ngày nay có nhiều chủng loại và đa dạng về mẫu mã. Mỗi bức tranh kiến bán ra có giá dao động từ 50.000 đến 500.000 đồng. Hiện tại các cơ sở sản xuất tranh kiến đã nâng mức sản xuất lên gấp 2-3 lần so với ngày thường để đáp ứng nhu cầu trong dịp Tết Nguyên Đán sắp tới. Chuyển sang một số thông tin khác. Thưa quý vị, nhằm tôn vinh Tết cổ truyền dân tộc và chính thức bắt đầu tháng cao điểm phục vụ cho Tết Mậu Tuất, vừa qua, Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại Sài Gòn Co-op đã tổ chức chương trình 1.000 gia đình Việt Nam cùng với Sài Gòn Co-op nấu bữa Tết ngon. Theo đó, các mô hình bán lẻ của Sài Gòn Co-op gồm hơn 50 siêu thị Co-op Mart, đại diện siêu thị Co-op Xtra và cửa hàng thực phẩm Co-op Food huy động trung bình từ 10 đến 20 gia đình tại mỗi điểm bán lẻ để cùng siêu thị nấu một món ngon truyền thống đặc trưng Tết của địa phương. Qua cái sự kiện này thì chúng tôi mong muốn là các gia đình không chỉ nấu Tết cho mình mà nấu Tết cho các cái đối tượng, những gia đình
có hoàn cảnh khó khăn và cùng sẽ cái bữa ăn này đến với lại các cái gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Tiếp sau đó thì chúng tôi cũng sẽ có một loạt các cái chuỗi sự kiện, những cái hoạt động mang tính chất ý nghĩa thiết thực một cách thực sự. Chẳng hạn như hiện nay Sài Gòn Co-op đang có triển khai cùng với lại cái dịp Tết thì có triển khai những cái cẩm nang mang tính chất là những cái món ăn đặc trưng, những món ăn truyền thống của người Việt thông qua việc dịp Tết. Qua đó phát hành ở tại thị trường Việt Nam, phát hành ở cả các bạn bè quốc tế. Những cái món ăn mà các gia đình tham gia thì sẽ được đi từ thiện. Cho nên mình thấy chương trình ý nghĩa, cho nên mình cũng muốn gia đình mình góp một cái sức nhỏ để tham gia chương trình. Chương trình 1.000 gia đình Việt Nam cùng Sài Gòn Co-op nấu bữa Tết ngon trở thành một hoạt động xã hội ý nghĩa khi các món ăn do các gia đình thực hiện sẽ được biếu tặng cho các cơ sở từ thiện, mái ấm. Tại thành phố Hồ Chí Minh, các hộp thức ăn sau khi hoàn thành sẽ được chuyển đến làng trẻ em SOS với mong muốn gắn kết và sẽ chia tình yêu thương của mọi gia đình đến với những trẻ em có hoàn cảnh thiếu may mắn. Chắc mọi người sẽ gắn kết cái việc mà tình cảm với nhau trong cái chia sẻ, đặc biệt là dấy lên cái phong trào mà cái thực hiện cái bữa cơm gia đình trong một mùa xuân rất là mát. Hoạt động được diễn ra sôi nổi với sự hướng dẫn của chuyên gia ẩm thực Nguyễn Doãn Cẩm Vân, người hỗ trợ các gia đình để có thể hoàn thành món thịt kho trứng nước dừa một cách nhanh chóng và chất lượng nhất. Khi mà Sài Gòn Co-op tổ chức một cái chương trình như thế này thì nó có ý nghĩa rất là lớn, bởi vì nó không phải là một hội thi mà nó là một sự đóng góp, nó là một cái sân chơi của các bà nội trợ trong những ngày gần Tết. Ngày hôm nay thì lại làm cái món thịt kho nước dừa, lại là một món đặc trưng của miền Nam trong ngày Tết. Cho nên là tôi nghĩ rằng là không phải tôi đâu, mà là những người nội trợ ở đây là thích nhất, các bà nội trợ thích nhất. Bởi vì nó cũng là một bài học kinh nghiệm để chuẩn bị cho nồi thịt kho nước dừa sắp tới của mình. Tết năm nay, bên cạnh việc chủ động chuẩn bị nguồn hàng hóa phong phú, chất lượng đảm bảo và giá tốt, Sài Gòn Co-op còn tổ chức nhiều hoạt động sự kiện và thiện nguyện ý nghĩa để lan tỏa niềm vui xuân trọn vẹn đến các gia đình Việt Nam. Đặc biệt, Sài Gòn Co-op sẽ tổ chức nhiều chương trình khuyến mãi giảm giá liên tục vào 5 tuần trước Tết để chia sẻ áp lực chi tiêu của người tiêu dùng vào dịp cận Tết. Dịp lễ Tết đang cận kề, bên cạnh việc sử dụng hoa tươi để trưng bày cho không gian thêm sống động thì các loại hoa sấy khô nhuộm màu cũng được các gia đình ưu tiên lựa chọn. Đây là những mẫu hoa có màu đẹp và có thể dùng được lâu. Tuy nhiên, xuất xứ cũng như độ an toàn của các loại hoa khô nhuộm màu này thì ngay cả người bán cũng không hề biết được. Tìm đến các cửa hàng kinh doanh dụng cụ trang trí, không khó để bắt gặp những bó hoa khô có màu sắc sặc sỡ như thế này. Màu gốc của những loại cây hoa khô này đó là màu xám nâu. Tuy nhiên, qua bàn tay phù phép của chủ sản xuất, các loại hoa được bán ra với đủ màu sắc xanh, đỏ, vàng. Chỉ cần dùng tay chạm nhẹ là lớp màu này sẽ bị bong tróc và bám vào tay. Khi được hỏi thì ngay cả người bán cũng không rõ về nguồn gốc, chất lượng của những sản phẩm này. Em, mấy cái này là mình xịt màu đúng không? Dạ đúng rồi, chị có là người ta nhuộm màu á. Chứng thực chất lượng em có không? Dạ không chị, đây em có rồi. Ngoài ra, những sản phẩm hoa khô này còn có thể tỏa mùi thơm nhẹ. Theo các chuyên gia, để các sản phẩm hoa khô có màu sắc sặc sỡ và tỏa hương thơm, rất có thể các cơ sở đã sử dụng hóa phẩm công nghiệp. Những cái hoa đó thì thường người ta dùng là phẩm màu công nghiệp. Và cái giai đoạn mà người ta tổng hợp ra cái phẩm màu đó thì nó lại có rất nhiều những cái dung môi và những cái loại chất tẩy để hỗ trợ cho quá trình mà nó nhuộm màu đó. Thì những cái đó lại hầu như là rất là độc, chúng ta có thể tiếp xúc. Ví dụ như là mình cầm hoa để mình cắm, hoặc là em bé nó thấy bắt mắt quá, nó nghịch, thì nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp ngay vào cái đường tiếp xúc của mình. Cái thứ hai đó, ngoài những cái đó thì cái mà tạo hương á, thì người ta cũng dùng những cái hương công nghiệp luôn, và những cái loại dung môi để pha hương, những cái để kích mùi hương, thì những cái đó cũng rất là độc hại đến con người. Những sản phẩm hoa khô tẩm màu hiện đang được thị trường ưa chuộng vì vẻ ngoài đẹp mắt và có thể dùng được lâu, giúp cho không gian ngày Tết thêm phần rực rỡ. Tuy nhiên, quý khán giả cần phải tỉnh táo hơn trong việc mua sắm các sản phẩm trang trí nhà trong dịp Tết Nguyên Đán sắp đến vì tác động lâu dài của chúng lên sức khỏe của cả gia đình. Thưa quý vị, thịt cừu thường được dùng làm nguyên liệu chính cho những món ăn của phương Tây, còn chao lại là loại gia vị truyền thống vốn rất quen thuộc với người Việt. Vậy nếu như kết hợp thịt cừu và chao sẽ tạo ra món ăn có hương vị như thế nào? Mời quý khán giả cùng theo dõi nhé! Nhắc đến chao, nhiều người đã cảm thấy ứa nước miếng vì đậm đà bèo béo của miếng đậu hũ lên men.
Chào ơi, trong nhà mà có hũ chao, chấm rau ăn không hay nấu với thịt cá cũng tốn cả một nồi cơm chứ chẳng đùa. Hôm nay hãy thử kết hợp chao với thịt cừu trong món cừu nướng chao nhé. Sốt chao để ướp thịt rất dễ thực hiện. Hãy vào bếp ngay nào. Một chút chao, tỏi băm, đường, ớt sa tế để tạo vị the the cay cay. Đơn giản thế thôi. Thịt cừu sắc miếng vừa ăn, ướp với tỏi, hành tím băm, tương ớt và chút xíu ngũ vị hương. Đương nhiên là phải có sốt chao nữa rồi. Miếng thịt cừu sẽ dậy mùi lắm đây. Đã làm nướng chao thì chắc chắn phải sử dụng bếp than. Bạn sẽ ngất ngây với mùi khói than, vị ngọt mềm của thịt cừu khi cắn vào sẽ còn nồng nàn lên vị chao. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay. Xin được cảm ơn nhãn hàng Sài Gòn Co-op đã hỗ trợ chúng tôi thực hiện chương trình này. Quý vị có thể theo dõi thêm chương trình Mua gì ở đâu của chúng tôi thông qua kênh Facebook và YouTube. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào 6 giờ sáng mai cũng trên kênh HTV7.